Hôm nay chúng tôi mời gọi anh chị em gặp gỡ một người anh em. Mời anh. Chúng ta nhìn người anh em của chúng ta thấy hết sức dễ thương không? Cho mời chồng có tay thưa anh chị em. Anh cho biết anh tên là gì? Dạ con tên là Quân. Quân bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì? Dạ con ở Nha Trang, 47 tuổi. 47 tuổi Nha Trang, hiện nay bây giờ Quân làm nghề gì? Dạ, trước khi con đi biển, giờ con ở nhà nuôi gà. Trước đi đâu? Đi biển, bây giờ ở nhà. Dạ, ở nhà nuôi gà. Ở nhà nuôi gà, rồi xin lỗi Quân, là mọi người nhìn thấy hai cái tay của anh ấy đã bị mất tới... đây là cái tay phải và đây là tay trái của anh ấy bị mất hết hai tay. Và Quân chia sẻ cho người biết là tai nạn gì hay là làm sao mà Quân mất hai cánh tay. Dạ con bị mình. Hồi đó bao nhiêu tuổi? Dạ 10 tuổi. 10 tuổi là bị mình và mất hai cánh tay. Rồi Quân có gia đình chưa? Dạ chưa. Rồi làm sao mà Quân mất hai cánh tay mà Quân vẫn đi biển được như thế nào? Dạ con lái tàu cho tay lái câu. Nghe gì đâu? Mới nghe lại không? Quân đi biển Quân làm gì? Lái tàu cho tay lái câu. Lái tàu không có hai cái cánh tay mà lái tàu thương chị em. Và miệng cũng là bị do mình nó văng hay sao? Dạ đi mình. Rồi bây giờ không lái tàu nữa thì nhà Quân làm gì? Dạ con nuôi gà. Rồi về cuộc sống của Quân sống như thế nào? Dạ cũng bình thường chứ. Vẫn đủ ăn đủ mặc. Dạ. Hallelujah. Quân có giờ buồn chán kêu ca than trách Chúa vì mình đã không có đôi tay như người khác không? Dạ không. Nghe lại có hay không? Dạ không. Nghe lại có hay không? Dạ không. Đấy, có những người người ta như thế này đây mà người ta có kêu ca trách móc phiền toái gì đâu, mà anh chị em mình hơi bị một tí, hơi bị một cái dầm, hơi bị một cái khó khăn là than thân, là trách phận, là trách Chúa, không hề than trách. Và Quân được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào hôm nay anh giới thiệu Quân đến đây? Dạ, bà chị. Dạ, chị thứ hai bé đi về để giới thiệu con tới đây. Con vô đây đây được lần, bê lần hả chị? Được, con vô đây mấy lần rồi? Dạ, bê lần. Mấy? Bê lần. Bảy lần. Bê lần. Ba lần. Ba lần anh ấy qua đây, tại vì anh bị cái miệng, anh bị cũng bị mình nó nổ luôn mà cho về nói rất khó. Quân ăn uống có dễ dàng không? Dạ, con bình thường dễ dàng nha. Ăn uống bình thường rồi, con thích ví dụ như là con ăn uống hay là vệ sinh hay tất cả mọi cái con làm có cần ai giúp hay con tự làm lấy? Dạ, con tự làm lấy. Rồi con có đi học, không? Dạ, con bị hồi nhỏ con có học chứ. Mà biết chữ? Dạ không. Biết đọc, biết viết không? Dạ, con luôn. Luôn. Nhưng mà con mặc áo mà rồi các thứ làm như thế nào? Dạ, cũng bình thường. Áo tự con giặt không bận luôn. Áo tự con giặt luôn. Hallelujah. Cơm ai nấu cho con? À, nhà em. À. Nhà em nhiều khi ở đây còn có nấu mang luôn. Tự con nấu ăn cơm luôn. Dạ. Nghe chưa? Nghe rõ chưa? Có những người mà thanh niên thiếu nữ bây giờ mà 25 tuổi bỏ nấu cơm rồi không biết nấu cơm, không biết làm thức ăn gì cả, mà đây một người người ta không có hai cánh tay, người ta vẫn sống sinh hoạt như một người bình thường, chỉ tiếc là anh ta không được đi đến trường mà thôi. Bây giờ mục ước của Quân đến đây là bạn lần thứ ba này, lần mục ước của Quân là gì con? Ước cho mọi người càng ngày tới đây đông hơn nữa. Đó. Mong ước là mong cho mọi người càng ngày càng tới đây đông hơn nữa. Có nghĩ gì cho bản thân mình không? Không hề. Không hề. Còn những người mặc đẹp, mặc rất sang mà tới đây, cha cầu nguyện cho con, cha con khó khăn lắm, cha ơi con đang khó khăn lắm, trời ơi. Chỉ cứ lo cho bản thân mình, không phải cầu nguyện gấp cho con phải về đấy chứ. Cầu nguyện khẩn cấp cho con phải đi thế này thế kia. Đây nhìn đi, cầu nguyện mà mong cho mọi người đến đây càng ngày càng đông, có nghĩa là nhiều người được biết đến lòng thương xót của Chúa. Đây, cho tặng cho con Quân cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là kết quả 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima thứ bảy ngày 13, mời Quân đến đây cầu nguyện nha.
Rồi đây là móc khóa lòng thương xót chuối nha. Đây là tràng chuối nha. Quân cầm. Rồi đây là móc khóa lòng chuối thương xót nha. Rồi chưa? Rồi bây giờ đây là một cái tràng chuỗi 50 luôn cho Quân này. Rồi chưa? Rồi. Còn gì đâu? Rồi. Nhà nhà Quân có đầu máy để nghe không? Nghe CD á? Dạ không, dạ. Dạ không. Rồi, nếu mà có thì sẽ tặng cho con cuốn sách. Nhà con có ảnh lòng chuối thương xót Chúa chưa? Có chưa? Biển nếu mà cho tặng con cầm sao? Con suy nghĩ coi. Rồi, xin chúc toàn cho Quân nha. Rồi. Con cảm ơn chưa là cảm ơn tập đồng.